Sao kìa? Tôi chị ông đi vòng ra trong phòng ra. Đây cắt xong mà có ai chê là không được đánh nhá. Con cháu đều thì các bạn gái thì nhá nhá có nhá có lần bạn gái cũng sợ cháu không 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 xong rồi chúng đứng lên xong 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 rồi cháu giơ tay là xong rồi cháu nắm tay vào xong xong rồi cháu chuẩn bị đấm xong 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 rồi bạn ấy chạy mất dép. Chuẩn bị đấm chạy mất dép luôn à? Tình nóng thế, tình nóng mình phải bình tĩnh với mọi tình huống. À, quên rồi. Đội con trai không thể bình tĩnh được vì vì đội con gái sẽ phải đánh con trai. À. Cháu nhớ ngày ngày xưa con trai suốt ngày xưa con gái suốt ngày đánh con trai xong rồi con trai chặn xong xong rồi đến lúc con trai không sợ nữa xong 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 rồi con trai tiếp tục đánh mấy mẹ ông bà này nhá. Hồi xưa các bạn trai bạn rất hiếu chạy xong xong rồi cả chú gái đuổi 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 theo con đuổi theo bọn trai xong xong rồi mỗi mình con dừng lại để chiến đấu. Thế là mình lại vùng lên được. Nhớ 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 chào chiến đấu với 10-15 con gái cơ mà. Mình cân 15 đứa. Vâng. Mất cả dép luôn. Xong rồi bạn cho mày chạy mất dép xong xong rồi xong xong rồi mà con gái nào nhìn về cháu xong rồi lại quay lại nhặt dép à? Đó. Chạy mất dép xong rồi lại quay lại nhặt dép à? Xong đến nữa phải hỏi các bạn nữa là có biết đâu rồi ca sĩ Tuấn Hưng không? Nhớ có bạn nào kia cháu 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 đấm một phát đấm luôn khỏi nói chê là cái đấm đấm thì hơi dã man quá. Ừ. Mình nhẹ tay rồi nhớ mình tác nhẹ cái thôi nhớ 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 cả cả một cả bốn luôn cái xong bảo đây cậu 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 là người người chủ cậu con 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 con
Hết pin rồi. Hết cống sạch rồi. Còn sâu, còn sâu. Cô định là như thế đấy mẹ. Em không thức tê nữa đâu.